À, xin chào tất cả các bạn mới xem xong cái cây linh sam đó, thì từ lúc làm tới nay là 1 năm các bạn, 1 năm rồi. Nhưng mà các bạn thấy ở đây, bạn để ý cây này nó có cái chỗ mà khác, 1 năm trời mà cái dây nó còn nguyên. Cái dây này là từ lúc uống cho tới giờ là chưa có tháo ra luôn các bạn ha. Nè đó, 4 cọng dây này lúc mình uống tới giờ nằm nguyên đây luôn, kể cả những cái dây nhỏ nữa bạn ha, dây nhỏ nằm đây nè đó. Thì các bạn thấy là thường là mình uống hết cái cành, cái tay cành mà nó dài thế nè, cái nhánh này nó dài lắm mà, nó dài cả 2 gang mình đó. À, lúc mình uống từ ngoài uống thun vô để cho nó thành cái tổ tán thế nè. Vậy thì cái dây này các bạn mình cắt ra đó là nó sẽ bị cái nhánh này nó sẽ không có ngay đúng cái chỗ mà mình uống đâu nha các bạn ha. Thành ra cái này là mình không nên cắt, cứ để như vậy đi, để như chơi cũng được, không sao các bạn. À, bạn thấy nó khuyết dây thì nó cũng không đến độ khuyết đâu ha. Đó, nhưng quan trọng cái điều là khi mình vô dây thì mình phải vô làm sao cái con dây chắn đẹp các bạn ha. Nếu mà cái dây mình vô mà chồng chéo xấu thì lại nó coi nó không hay, thành ra mình phải vô sao cho đẹp ha. Đó, thì các bạn hỏi mình hoài cái dây mà vô thì chừng nào mình tháo ra, thì đúng ra thường thường là khoảng tầm khoảng 3 4 tháng các bạn, 3 4 tháng thì tháo được rồi ha. Nhưng mà đối với cái này thì cỡ 3 4 tháng thì tháo cũng được, nhưng mà mình tháo vô xong phải uống lại nữa các bạn, chứ không thôi cái nhánh nó chưa có chuẩn, nó ngay trở ra ha. Đó, nhưng mà nếu mà mình để hoài thì cũng có bạn thắc mắc là không biết để lâu nó bị gì không đó. Thì các bạn kiểm chứng bằng cây này mình để hơn năm các bạn, năm mấy tháng gì đó, cho nó 1 năm đi, thì bạn thấy nó cũng ok nè, có gì đâu. Mình mới nhặt lá nó ra xong rồi nó mới ra lá lại ha. Thì đối với cái cây này các bạn, cái giống này là cái giống cây linh sam không gai các bạn ha. Cây này đặc biệt không có gai nào hết trơn đó, giống này không có gai. Thì cái giống này nó xuyên bông hơn là cái giống mà có gai nữa các bạn đó, thấy nó già lá ở chỗ bông hoài luôn. Với lại thứ hai nữa là mình để trong cái chậu này nè bạn, cái chậu này thì nó lại thiếu nước, và tưởng tượng mình tưới nước là không đủ đâu, một ngày nó vừa ăn đủ nước tới chiều là nó khô queo rồi. Thành ra cái cây của mình ở trong đây nó bị cằn cỗi các bạn, nó không có được cái cành nhánh nó không có được non mướt đâu, thành ra lúc nào nó cũng già cỗi chứ. Thì lại là khi nó già thì các bạn thấy là nhánh nó già thì nó cứ ra bông liên tục, nó có cái lợi gì đó. Rồi nó lại nó cằn cỗi cái cây nữa, nó không có cái cây nó nhìn không có non ha, cây nhìn rất là già nua các bạn, nhìn rất là đã luôn á nè, cái tàn nhánh của nó các bạn thấy không. Cái bộ nhánh thì khi mình uống tới giờ là không thêm bớt gì cho các bạn ha, y như cũ luôn á đó. Đó, 1 năm trời nay là gì, cành nhánh nó y như cũ luôn, mà không thêm mà cũng không bớt luôn đó, thấy không. Vậy thì mình giải quyết cái thắc mắc của các bạn đó là khi mà mình vô dây rồi mình để lâu quá nó có bị gì không, thì rõ ràng là không có gì cho các bạn ha. Đó, mặc dù cái cây này là được chăm sóc nó nói chung là không có được tốt lắm á, bởi vì cái cục đất này các bạn biết nè, xíu xíu à không đủ nước nữa, nhưng mà cái cây nó vẫn sống nè đó. Các bạn cứ lúc mà mình uống các bạn cứ nói là uống gì thì nó chết nhánh nè ha. Đó, mà thấy là mình uống dài nguyên cái nhánh dài mà uống hết nhặt vô đây một đống dây luôn, thì lúc nào các bạn cũng thắc mắc là uống này là chết nhánh, chết chết cái nhánh cành ngoài này nè. Nhưng thực chất các bạn thấy nè, để ý kỹ ha, mình quay chậm chậm bạn xem là nó còn nguyên luôn á, nó không có thiếu một cái cành nào cho các bạn ha, nó y cũ luôn đó. Thì đặc biệt cái cây này mình không có tháo dây để mình quay cho các bạn xem ha. Đó, chứ không thôi mình tháo ra thì mình nói là cái uống thì nó không hư, các bạn không không tin ha. Đó, để kiểm chứng bằng cái cây này cho các bạn xem, thì được 1 năm rồi các bạn ha, cây nó vẫn còn bình thường luôn. Đó, mà có được con cái là ra bông liên tục luôn các bạn. Nó cằn cỗi chừng nào thì nó ra bông liên tục đó, độc đáo đó. Rồi các bạn có thể xem ha, rồi có thể góp ý thêm cho mình. Rồi mình xin dừng cái video tại đây ha. À, mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Các bạn xem video thì chia sẻ với người cùng xem, đặc biệt nhớ đăng ký kênh mình quá. Rồi mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo ha.